Jared Leto đi chơi cùng người mẫu kém 24 tuổi. Tài tử Blade Runner 2049 được bắt gặp đi chơi cùng Zethin, nữ người mẫu sinh năm 1996. Cả hai trở thành tâm điểm chú ý khi liên tục xuất hiện cùng nhau. Theo Basic, Jared Leto tận hưởng cuối tuần qua cùng nữ người mẫu Zethin tại Đức. Bộ đôi vướng nghi vấn hẹn hò khi liên tục được phóng viên bắt gặp xuất hiện cùng nhau. Trong bức ảnh được Basic ghi nhận, không khó để nhận ra Leto với mái tóc dài quen thuộc. Tài tử Joker lựa chọn phong cách trẻ trung cùng chiếc kính râm làm phụ kiện. Trong khi đó, người mẫu gốc Myanmar nổi bật khi diện váy trắng cùng đôi bốt cao bồi. Hiện, phía đại diện Jared Leto và Zethin chưa đưa ra thông báo chính thức về mối quan hệ của cả hai. Cả hai làm giấy lên tin hẹn hò hồi tháng 4 vừa qua khi được bắt gặp tại một quán cà phê tại Los Angeles, Mỹ. Bên cạnh đó, Zethin còn xuất hiện trong MV Stuck của ban nhạc có sự góp mặt của Jared Leto là 30 Seconds to Mars. Sinh ra tại Myanmar, một đất nước xinh đẹp nhưng bị tàn phá bởi bạo lực. Cô ấy mang trong mình nét đẹp thanh lịch, duyên dáng và trang trọng. Điều đó đã giúp video này trở nên đặc biệt hơn rất nhiều. Jared Leto giới thiệu vai trò nữ người mẫu sinh năm 1996 trong MV. Hồi tháng 5, nguồn tin thân cận tiết lộ với The Radar Online rằng Jared Leto đã nói với mọi người rằng anh ấy có một cô gái đặc biệt cho mình và sẽ không gặp gỡ ai khác. Điều này còn khá mới nhưng Leto rất thích cô ấy. Ngoài ra, vấn đề tuổi tác không phải là trở ngại với cả hai. Trước đó, Jared Leto từng hẹn hò với nhiều ngôi sao nổi tiếng như Cameron Diaz hay Scarlett Johansson. Lần gần nhất Leto được ghi nhận hẹn hò người mẫu Nga Valerie Coman. Sau 2 năm bên nhau, cả hai chính thức đường ai nấy đi vào tháng 9 năm 2022.